Nghe đủ lời mua rồi phải không? đúng Để rồi, ý như vậy là được rồi. Ý như vậy à. không giận nó, giận nó mới đủ. Ừ, mệt. Rừng mua con cao. Anh em thấy gì không? Thấy gì là lạ không? Thấy gì là lạ. Nhà đó. Đó. Lũi rừng, cây cầm chân không? Ừ. Ừ, mệt. Lũi rừng mệt nè, cây cây cầm chân mệt. À. Em thấy gì Được vậy chưa? đó, giờ về chiều nay về phải mua con gà cho em nha. Kinh khủng không? Cầm chân đó à. Lỗi kem cầm chân đứng tới lòng quần em. Thôi kết Kết thúc thúc đi. bắt nhanh nè. Thúc bắt nha. Để đâu, bỏ vô đó vô anh cầm. Dân trong ngày nhìn là biết liền nha. Người ngoài hành tinh đang xuất hiện tại một vùng rừng nơi đồng bằng sông Cửu Long. Đi cặp má bên tay phải tay, tay tay trái nè, đừng có đi cặp má tay phải nó dựa thằng rào. Cầm kéo chưa? Rồi kết thúc bắt nhanh nha. Em đi ra đây. Chứ em ở đây em cũng làm mệt em luôn ạ. À. Chào 500 anh em nha. Này tụi đi tranh lớn. Chưa đang vô. Chưa biết nữa. Đang đi vô gần tá gỗ. Dây lớn không? Lớn không? Thôi kết thúc nha anh em, anh em tí nữa mình sẽ lấy chim cái thành quả cho anh em coi to nhỏ vậy tí cho anh em coi nha. Rồi đây anh em nào con già ngâm rượu, có con già ngâm rượu luôn. Từ 4 tới 5 ngàn đến 5 ngàn con nha anh em, tùy theo số lượng. Nhiều thì 4 ngàn, còn ít thì 5 ngàn. 200 con đủ lợi thì 5 ngàn con. Này chắc khoảng chừng 100 con không phải, 100 con. Đây. Quả lắm. Ký con, ký nhộng á. Anh em nào cần liên hệ luôn, 500k một ký. Quỵt buổi chiều bây giờ về đi hái nấm nhà bao việc. Thôi kết thúc về nha anh em, em cần liên hệ nha. Lắm 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 nha. À,
thành quả. Ngỗng này to gấp hai là ngỗng ngày qua. Này chắc là khoảng 500 con anh em. Ai lắm. Cặp rắn hổ 200 con vô vẻ lụm lúa 53 lít rượu đây. Một ký ông rồi ngâm cho mình 3 lít hổ. Anh em cần món nào thì cứ alo nha. Ông vừa vẽ 4.000 con số lượng nhiều, 5.000 con số lượng ít. Còn ông rùi này 1 triệu ký bán con á anh em, ký 1 triệu ký ông con ông rùi già là 1 triệu ký. Anh em nào cần liên hệ nha. Rượu thì rượu trên 60 độ ngâm cho anh em luôn nè. Đó. Cặp rắn hổ chịu nhậu ăn bún riêu còn khoảng 500 ông vừa vẽ nữa mà chưa có bình hết bình bỏ vô đây cho nó tủ đông cho nó chết. Chết thì mới ngâm được, mới bỏ ra ngoài ngâm được. Này trên 500 con nè, còn nguyên nguyên chưa bỏ nãy giờ chưa chết hết. Còn em nào nhậu nhộng ông thì cứ alo luôn nha. Đó. Ký 5 xị như vậy, cứ ký 5 xị đây mình có khoảng 3 ký à. Anh em nào lấy hết có giá tốt luôn. Vô đây là nhậu là bao size luôn á. Còn không lấy là chiều nay mình size mình nhậu trước á. Nhậu trước anh em. Đậm nha. Không nhậu nữa mai size cháu quýnh luôn. Đó. Thôi kết thúc nha anh em. Quay dân không uống rượu mà cả rượu lần. Toàn là chân hàng độc không. Kết thúc anh em ha.